Trong video cách đây 2 ngày thì em có nói rằng sẽ khoe với các bác vẻ đẹp của một cái chiếc đồng hồ Odo máy 10 có cái độ đẹp cực kỳ cao. Thế nên rằng là ngày hôm nay em đã tháo cái bộ máy đó và mời các bác cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Giới thiệu lại cho các bác nào chưa được thấy chiếc này thì đây là một cái bộ máy của chiếc đồng hồ Odo 5710 với 10 búa, quả lô. Và dĩ nhiên rồi, chiếc này sẽ chơi được đó là hai bản nhạc. Giai điệu của bản nhạc Sonodo là cái bản nhạc độc quyền của thương hiệu Odo, và giai điệu bản nhạc Westminster là một cái giai điệu rất là truyền thống mà gần như tất cả những cái chiếc đồng hồ côn cổ treo tường ba ổ cót đều có thể chơi lên. Giới thiệu sơ qua đôi chút với các bác. Trước hết là về tình trạng của bộ máy, như em đã nói thì đây là một trong những cái bộ máy đẹp hiếm hoi có cái tình trạng còn đẹp như thế này. Về độ nguyên bản thì sẽ là hoàn toàn nguyên bản. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái màu vách máy là một cái màu vàng, màu sắc quả đồng, còn vàng ươm rất là đẹp trong toàn bộ các cái vách máy cũng như các cái chi tiết đồng khác, ví dụ như là phần quả lô, phần bánh răng, rồi các cái phần nồi cót đều có một cái màu sắc vàng sáng và đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ có thể thấy được rằng cái bộ đầu vô của chúng ta ở đây đó là bộ dàn 10 đầu vô cũng có cái đồng chất liệu bằng đồng màu vàng rất đẹp, và các cái đầu vô thì sẽ là đầu vô ra để chơi lên những cái tiếng chuông hay hơn. 10 đầu vô thì trong đó các bác cũng biết rồi, 6 vô để chơi nhạc và 4 vô để chơi cái tiếng chuông. Thêm một chút thông tin về những cái chiếc Odo 57 thì chúng ta có một cái tên gọi đó là những cái bộ máy là máy vát vô vuông, thì mời các bác có thể thấy sẵn ở đây bên phía cần chuông điểm giờ sẽ bị vát vào một chút và bộ đầu vô của chúng ta sẽ là bộ đầu vô vuông. Nhưng mà cái điều chắc chắn rằng các bác quan tâm nhất trong cái video này chính là cái tình trạng của bộ máy, đúng không ạ? Một cái bộ máy của thương hiệu Odo, logo Odo hình quả trán được hiện rõ trên vách máy, cùng với đó là cái dòng chữ Made in France. Số hiệu máy là đời máy 24, cùng với đó là các cái số series của máy được hiện rõ ở trên phần vách máy. Với cái bộ máy như thế này thì chúng ta còn gọi đây là bộ máy vách hoa dâu, đúng không các bác? Một bộ vách máy hoa dâu là những cái chiếc máy đời máy 24 thuộc đời sau này thì sẽ có cái kiểu dáng vách máy như thế này, cũng rất là đẹp. Hàng lô, mời các bác cùng xem qua. Một phần quả lô với các cái gai lô đều đọc, đúng không ạ? Mỗi một cái hàng lô sẽ mang một cái chức năng riêng và điều khiển một cái cần búa riêng, mang lại cái giai điệu bản nhạc khác nhau. Để chuyển qua lại các cái bản nhạc thì chúng ta sẽ có một phần cần gạt chuyển bài với cái đúng đọc như thế này. Khi các bác gạt, các bác có thể nhìn thấy cái sự chuyển động ở đây. Và cùng với đó thì cái hàng lô của chúng ta cũng sẽ chuyển động ra vào để mà các cái hàng gai lô sẽ di chuyển cũng như là ăn khớp với cái phần đầu vô để mang lại những cái giai điệu khác, những cái bản nhạc khác cho chúng ta. Tình trạng bộ máy thì có thể nói rằng các bác sẽ đa phần chỉ được nhìn cái phần vách máy này, đúng không ạ? Nhưng mà em sẽ quay từ trên xuống để các bác thấy rõ hơn ở phía bên trong đồng hồ của chúng ta. Những cái phần lá gió, rồi các cái phần trục thép đen, trục thép trắng phía bên trong cũng đều còn rất là đẹp. Các bác có thể thấy được rằng những cái chi tiết bánh răng nó đều sáng vàng. Phía trong cũng còn rất đẹp và tình trạng độ đẹp còn cao, đảm bảo cho chúng ta có một cái quá trình sử dụng rất là lâu dài. Các bác có thể thấy bộ máy đang hoạt động đánh chuông, đúng không ạ? Các cái phần lá gió quay rất là trơn tru, êm và không có tiếng rè, đúng không ạ? Một bộ máy đã được bảo dưỡng và lau dầu rất là kỹ càng để chúng ta có một cái quá trình sử dụng lâu dài các bác nhé. Đó, tiếng ngựa. Tiếng ngựa chạy rất đều. Rồi, cũng như là cống hiến cho các bác những cái phần âm thanh tiếng chuông thì với các bác nào chưa xem qua chiếc này thì có thể xem lại cái video cách đây 2 ngày em đăng. Còn sau đây thì em sẽ thử chuông của cái chiếc đồng hồ Odo 57 này để các bác cùng thưởng thức. Thank you.
tiếng chuông của Odo 57. Rất hay, rất thú vị, được không ạ? Quý vị và các bác quan tâm những cái dòng đồng hồ này thì hoặc là cần thêm những cái thông tin gì khác về giới đồng hồ, cách sưu tầm cũng như là các cái thông số khác thì có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo số điện thoại là 0912 011 928 nhé. Sản phẩm này hiện tại em đang trưng bày tại cơ sở Sài Gòn của đồng hồ Vang Vọng. Đó, quý vị và các bác có thể liên hệ tới số điện thoại là 0912 011 928. Một sản phẩm đồng hồ Odo 57, mã số là 3957. Thùng gỗ sồi, mặt số nổi, bộ máy rất đẹp, đáng sưu tầm. Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.